nó đi từ lớp da và đang hai lan hết nguyên cái này. Có phải thưa là không? Đây, trên hình đứng đây. Mình chặt cắt ngang đây, đó đây filler đây, đó các bạn thấy từng tầng lớp lớp trong đây nó ngang len lỗi ngóc ngách trong đây, mình phải phá hết cái ổ này ra và phải đặt máy hút hút ra hết. Rõ ràng đây là một nguồn rất là rộng, 180 cm này, rất là nhiều. Xin chào quý vị khách hàng bệnh viện Chép Chi Hàn Quốc. Thì hôm nay bệnh viện Chép Chi Hàn Quốc tiếp nhận một vị khách hàng là bạn trẻ đến bệnh viện Chép Chi trong dạng là cấp cứu, là cái mông của khách hàng chảy dịch máu. Thì sau khi thăm khám hỏi thì mới biết là khách hàng này đã tiêm filler một chất lạ vào vùng mông, cách đây 4 năm đã tiêm mỗi bên 200cc và cái đây một tuần bắt đầu tiêm tiếp mỗi bên gần 100cc nữa là 300cc. Và hôm nay cái hiện hữu khách hàng đến là bệnh viện là gì? Khách hàng vừa mở gạt là mũ nó trào ra, các bạn biết. Như vậy thì các bạn biết là đây là tình trạng gì? Áp xe mô mềm vùng mông sau khi tiêm filler, chất làm đại vô nó gì? Nó đang gây ra tình trạng là tắc mạch và hoại tử hết vùng mông, vùng mô. Và cái biểu hiện là gì? Bắt đầu nó tìm ra da, nó xì ra ngoài. Và đây là một trường hợp là điển hình cho việc là tiêm filler mông mà gây ra xì ra ngoài bên da mông vùng khách hàng luôn. Thì khi mà chúng tôi đi vào mổ thì chúng tôi đánh giá được, sau khi chụp MRI đánh giá được cái khối đó rồi, à biết nó đã ăn lan xuống cái phần cơ mông lớn và bắt đầu cái đường kính nó như thế, thì chúng tôi phải khoanh vùng đó lại. Và cái phương pháp mình làm gì là tất nhiên là phải gạch nó ra, tháo hết cái một cái chất filler đó ra bằng mắt thường mình đó, thì phải tháo hết nó, phải phá hết cái vùng đó để lấy hết cái chất làm lạ, chất làm đầy đó ra. Thì các bạn biết khi lấy ra đó là những chất sạch mà nó là những chất mà tôi gọi là mỡ nhân tạo đó, thì cực kỳ nguy hiểm cho vấn đề này. Và khi mà phá hết á thì cái khó khăn nhất của cái này là làm sao mà mình để tiếp tục điều trị cái thằng này mà những cái vấn đề mà chất filler mình không thấy. Như vậy thì cái giải pháp là gì? Sau khi mình phá vô, mình nạo ra, mình nạo cái ổ xe ra, mình nạo cái filler đó ra, mình làm cái kháng sinh đồ để coi con vi khuẩn như thế nào, mình nạo hết vậy thì mình phải đặt một hệ thống máy hút liên tục tiếp. Như vậy khách hàng này sẽ được đặt một cái hệ thống máy để hút liên tục những cái chất dịch trong ga tiếp trong vòng một tuần tới nữa. Và vết thương hoàn toàn phải để hở để hút nó ra. Để làm đẹp mông thì hiện tại chúng ta có những phương pháp như thế nào? Thứ nhất là đặt túi mông, thứ hai là cái mỡ vùng mông, đó là chính là cái mỡ của mình, nó sẽ tương thích và sống trong cái mô của mình, nó không có bị gây tình trạng là phản ứng của cơ thể mình và không bị giảm tắc mạch. Đó là phương pháp điều trị an toàn. Tôi khuyên các bạn sau này khi mà làm đẹp phải tỉnh táo và phải tìm hiểu nhiều thông tin để mình có một cái làm đẹp là điều chính đáng. Tuy nhiên mình lựa chọn phương pháp như thế nào, lựa chọn cái nơi phẫu thuật nhau. Chị bạn này lại tiếp tục làm ở spa, tại vì có những spa chui thì mới làm mấy cái này, ở bệnh viện, những bệnh viện thẩm mỹ lớn người ta không làm những phương pháp như thế này. Đó là lời khuyên cho các bạn. Nếu bạn thấy thích video này thì đừng quên để một like và nhấn đăng ký kênh để giúp chúng tôi sáng tạo thêm nhiều video thú vị hơn. Xin cảm ơn.